Ok, xin chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Đoàn Gỗ Gia Lai. Em là Đoàn. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em mình một bộ chiếu trên chất liệu là gỗ cẩm vàng Nam Phi anh em nhé. Thì bộ chiếu này nó có kích thước chiều rộng là 1m80 anh em mình ạ. Rộng 1m80, hàng 2 tấm. Chiều dài của bộ chiếu này thì là 3m15 anh em mình nhé. Chiều dài của nó là 3m15. Đấy, và độ dày của bộ chiếu này nó lên đến là 13.5. Thuở ban đầu thì khi mà ý định làm lên bộ chiếu này thì em làm là 15. Tuy nhiên là khi mà trong quá trình về làm á thì bào gọt rồi xả những cái phần lỗi thì nó còn lại là 13.5. Đấy, anh em mình có thể nhìn ngắm cho em cái phần vân gỗ nhé, anh em nhé. Vân gỗ của cái bộ chiếu này thì rất là dày luôn anh em mình ạ. Thằng cẩm vàng đây thì anh em mình biết rồi, cái chất gỗ của nó cực kỳ là đanh gỗ luôn anh em, rất là đanh. Và chiều dài của bộ này nó dài đến là 3m15, dày là 13.5 anh em. Anh em mình có thể là nghiên cứu nhá anh em mình nhá. Với kích thước, với cái dòng gỗ nhóm 1 và cái chất gỗ nó tốt thì cái chiều dày 13.5 là khá là ok rồi. Không cần phải lên những cái kích thước mà nó không cần anh em mình phải sở hữu những cái sản phẩm nó quá dày. Như thế thì nó sẽ đội cái giá thành lên khá là cao. Anh em chỉ cần cỡ khoảng là từ 12 đến 15 là khá là ok cho cái sản phẩm như thế này rồi. Mời anh em mình cùng em theo dõi chiêm ngưỡng toàn bộ cái tấm này anh em nhé. Phần cạnh của nó đây ạ. Anh em mình để ý cho em phần cạnh là đã được sạc bỏ hết rác rồi. Cây này thì em có quay cho anh em mình quy trình xẻ luôn. Anh em mình có thể là xem lại những video trước em đã đăng cho anh em mình rồi. Thì có cả những cái video mà xẻ rồi anh em nhé. Anh em có thể theo dõi cái rác của nó cực kỳ mỏng. Và ở đây thì em đã xả hết rác tất cả các cạnh để anh em mình về sưu tầm rồi. Phần đầu gỗ đây anh em mình nhé. Tấm này anh em mình thấy là phần đầu gỗ rất là liền lạc luôn. Hiện tại bộ này em đang quay cho anh em mình xem là hình ảnh thô luôn anh em mình nhé. Đang quay anh em mình xem là hình ảnh thô. Và phần đầu gỗ của nó này, ở cái tấm đây thì nó có một cái đường cạ tim nhẹ nhé. Cạ tim nhẹ. Tuy nhiên đối với cái hàng này thì anh em mình an tâm. Cái đường tim này anh em mình không phải đắn đo đâu. Bởi vì chất này nó rất là chịu. Không phải lo về cái đường cạ tim đấy anh em nhé. Đấy, phần ra bên này hết rác này, phần bên này hết rác rồi. Vân thì cực kỳ dày luôn nhá. Anh em mình thấy không, đường vân của nó rất là dày. Cái chất gỗ này thì nó đanh cứng và tôm mịn, vân dày. Nó không khác thì với lại cái chất của thằng gõ đỏ Ba Chi. Đường vân gỗ dày, chất gỗ nặng, đanh. Ngay đến cả cái phần chân của nó cũng được thiết kế bằng chất liệu là gỗ cẩm vàng Nam Phi luôn. Và đã được đục chạm hoa lá tây rất là kỹ. Thì đây mới là cái vách trương thôi. Anh em mình hãy cùng em theo dõi hết quá trình hoàn thiện cái tấm sập này ở những video tiếp theo. Anh em nào mà có nhu cầu sở hữu cái sản phẩm này, anh em mình có thể là xem phần thông tin ở bên dưới mô tả của video này anh em nhé.